Su ơi, nói nghe nè. Su đi ra ngoài tạp hóa mua cho chị hai hai chai xịt tinh một tẩy hay chưa? Sao sai hoài vậy? Lẹ lẹ đi khác lắm rồi đó. Đi lẹ đi. Hai xịt tinh một tẩy, hai xịt tinh một tẩy, hai xịt tinh một tẩy. Thôi, kiếm đã đời mới mua được chai hút tẩy mà bà này ghê luôn á. Lâu quá, nó đâu ta? Chị ơi, em mua về nè. Trời ơi, cảm ơn em gái nhà chị khác quá trời rồi. Ủa, mày mua cái gì đây? Thì hai tinh một tẩy mà. Trời ơi, tôi nói là cái tẩy đá bà ơi, chứ không phải là chai thuốc tẩy. Ai bữa không nói kỹ chi? Tết này bạn được nhiêu tiền lì xì vậy? Mình được nhiều lắm luôn á. Ơ, mình mới được nhiều hơn nè. Mình nhiều hơn chứ. Ý, bà lép kìa, mình qua chúc Tết bà lép đi. Đi. Con chúc bà lép á, năm mới có thiệt là nhiều sức khỏe luôn. Con chúc bà lép cung hỷ phát tài. Ờ, cảm ơn mấy đứa nha, về đi. Dạ, lì xì đi bà lép. Lì xì đi bà. Lì xì đi bà. Tự nhiên bà đau bụng quá mấy đứa ơi. Ây da, ây da. Bà đi đâu kìa? Bà. Bà. Sao mấy đứa này nó dài dữ vậy trời. Nhanh lên, không mấy bà lép bà trốn thoát đó. Cuối cùng cũng trốn thoát được. Trời ơi trời trời, hai đứa bay đâu ra vậy? Dạ, tụi con theo bà nãy giờ đó. Lì xì đi bà ơi. Nè. Lì xì đi, lì xì đi. Cảm ơn bà nha. Nhi ơi, lên xe bà chở đi mua đồ Tết này con. Yeah. Đi mua đồ Tết, đi mua đồ Tết. Ừ, đi đó con. Tới nhà rồi, để cho bông xuống đi con. Ủa, đồ Tết con đâu bà? Ủa chết, bà chưa mua đồ Tết cho con hả? Rồi rồi rồi, để bà chở con đi mua ha. Yeah. Bà ơi, đồ Tết của con đâu? Rồi rồi, đi mua liền nè. Mình mua đủ hết rồi đúng không con? Không, còn đồ Tết của con nữa. Bà quên rồi. Nhưng mà giờ cũng trễ rồi. Thôi mai mình mua nha con. Đừng buồn nha. Thế là con ơi, con thấy bà đẹp không? Dạ đẹp, nhưng mà hơi thiếu á bà. Thiếu gì vậy? Thiếu sức sống á bà. Vậy hả? Bây giờ sao? Bà vô đây con làm cho. Mặt bà nhợt nhạt vậy là người ta đánh giá bà đó. Mà con biết làm không vậy? Con đang học make up mà bà yên tâm nha. Miếng bán hồng cho xinh xắn nha bà. Một miếng son nữa là đẹp nhức nách luôn á bà. Sao? À con có cái gương không cho bà mượn chứ? Trời ơi đẹp lắm rồi bà ơi, khỏi luôn. À vậy hả? Trời ơi, đây nè bà lì xì cho con nè. Cảm ơn con nha. Cảm ơn bà. Đây là vị khách đầu tiên của mình. Trời ơi đẹp quá à. Ê, năm mới phát tài cho con. Ủa, cô lép có trong đọc xiết ra hả? Có đâu, con này nói tào lao gì á. Chơi gì mà chơi? Nhìn ông. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Nhìn ông, liếc con kiến đầu mày giờ không mẹ mày ở đây. Đứng mày á. Đây đây. Gái của mẹ. Nó làm gì con? Trời ơi, bé dễ thương quá trời, hay em ha không biết à. Trời ơi, thơm phức à. Ăn kẹo vô không? Nè, cho con nè. Trời Tết nè, bà lì xì cho con nè. Trời ơi, con bé dễ thương quá em ha. Trời ơi, chị thích con nít lắm á em, dẫn nó đi chơi nha. Đi cho con. Được cái giò đây. Cười lên, không có mẹ mày ở đây nha. Bỏ đi bộ giờ á. Sắp hết Tết rồi, chắc chắn là bà sẽ lấy bao lì xì của mình. Giờ giấu đâu ta, giờ cất đâu ta? À, Nhi ơi, Tết này con được mấy bao lì xì vậy con? Đưa cho bà giữ đi, có gì bà đưa lại cho. Con đâu có bao lì xì nào đâu bà. Đừng có nói xạo, hay là để bà tự lấy. Tự giác như vậy có phải tốt hơn không? Có gì bà giữ cho nha. Lì xì vô tay ta làm gì có chuyện đưa lại. Để coi Tết năm nay nó được nhiêu. Ủa, cái gì kì vậy? Ủa, bao này nữa. Ủa, ủa sao toàn lá cây không à? Con Nhi này, nó lừa mình rồi. Con rút ra hết rồi, sao mà bà lấy được của con? Trời ơi, mấy cái cây hư hết trơn à. Bà ơi, bà đang làm gì vậy bà? Bà đang bẻ mấy cái cây này nè con. Để con phụ bà nha. Cảm ơn con nha. Năm mới vui khỏe hả bà? Ừ, khỏe lắm con ơi. Ê, trả cái bao lì xì lại cho bà. Cho anh Việt Nam á bà. Cho anh về đưa đây. Con ở đây trông giùm bà cái nha. Trả tiền cho con. Cho anh Việt Nam, cho anh Việt Nam mà. Cho anh Việt Nam, vui vui nè. Trời, bà giỡn xíu à. Cuối cùng lấy được bao lì xì của bà. Bao lì xì đó làm gì có tiền, mình cũng chôm của nó được 100.000. Gừng càng già càng cay. Năm mới Tết đến, tôi chúc bà thiệt là nhiều mạnh khỏe, tiền vô như nước nha. Ủa bà? Tiền vô như nước là sao vậy bà? Thì người ta chúc như vậy đó con, ý là trong một năm đó có thiệt là nhiều tiền luôn. À, con hiểu rồi. Có con nhỏ cháu.
Ủa, con làm gì vậy? Thì bà nói muốn có nhiều tiền thì phải có nhiều nước trong nhà mà. Con làm y chang lời bà nói luôn. Trời đất ơi, tiền đâu cũng tải thấy cái nhà nước mẹp rồi. Tháng này đóng tiền nước mệt nghỉ luôn. Đi vô trong nhà lao liền cho bà. Dặn sao thì người ta làm như vậy, hay la quá trời luôn á. Tên là Tết Xùm Bì ngàn con. Bà đang nhân trí Tết hả? Ừ đúng rồi. Bà ơi, bà cho con làm dưới. Biết làm không đó? Dạ biết. Vậy con ở đây trang trí giùm bà cây mai nha. Bà vô bà kho thì kho tạo tí. Dạ. Trang trí như vậy thì quá bình thường à, mình phải sáng tạo lên. Xong rồi, chắc bà bất ngờ lắm đây. Nào ơi, xong chưa con? Ủa, cái gì đây? Con Na, sao mày phá hoại vậy? Con cháu người ta cái gì cũng dở, con cháu mình cái gì cũng dở, được cái to xác không à? Bà sao á, chứ con là con có nhiều tài năng lắm, tại con giấu bà thôi. Tài năng gì? Con biết gì biết bóc á. Biết bóc là cái gì? Là vậy nè. Mẹ thối quá à. Vậy mà cũng chơi tài năng. Không, con còn biết tập võ nữa. Cái gì, tập võ hả? Ừ. Làm cho bà coi thật. Ngày mai nghỉ học luôn đi nha. Bà, con xin lỗi bà. Flower, yellow. Flower. Bé hai, dạ. Con đem trứng này xuống luộc cho bà đi. Tí bà làm thịt kho hột vịt. Dạ. Ừ. S-S-S-Y. Ui da, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Thơm quá à. Ui. Ngon quá. Ăn miếng chắc không sao đâu ha. Ngon quá. Cái này có muối nè, ăn nhất lắm. Ngon quá. Để đưa cho bà thôi. Được quá đi trời ơi. Bà ơi, con lột hồng dịch xong cho bà nè. Đâu, bà cảm ơn. Trời đất ơi, nó lột trái trứng tôi này, trời ơi trời. Đồ nồi thịt kho hột vịt của tôi. Con bé hai. Tết này tôi được nhiêu đây nè? Ôi, tôi cũng được nhiêu đây tiền nè, đó đó. Nhiều quá. Bao đây còn nhiều nữa nè. Ê, của tôi. Mấy đứa, Tết này được nhiêu tiền lì xì? Bà thôi chị chạy. Ủa, tụi nó chạy đâu mất tiêu hết rồi. Ủa. Để trên đây chắc bà lấy không tới đâu. Con, bao lì xì con để đâu vậy? Nè, con đâu có gì đâu. Bà kiểm tra đi nè, đó, đâu có đâu. Thiệt không? Vậy, tên bà coi nè, đó, đâu có đâu. À, bế bà lên đi con, bế bà lên. Bế bà lên. Bà, của con mà. Nhét vô đây. Ủa bé hai, bao lì xì của con đâu? Dạ, con đâu có gì đâu nè, nè. Thấy không? Đâu có gì đâu. Không có hả? Vậy dạ. Thôi tránh ra cho bà lấy đồ con. Thôi dạ. Ủa? Bà! Ai là người bội thu nhất? Giơ tay lên. Bà.